Giải cứu cho mẹ đi. Biết làm sao mà biết mẹ bị bệnh không? Dạ, em cũng mới ở nước ngoài thì Ở nước ngoài về. thực ra là mẹ cháu em thì thường thường thì cái lịch tính thế nào thì tự nhiên em biết là mẹ bệnh. Thì cái lúc đấy thì mẹ bị nặng rồi, thì khi đấy thì em biết tối hôm nay thì ngày mà em đặt vé thì ngày mốt em về luôn. Đi từ nước ngoài về luôn. Từ nước nào về? Hungary ạ. À, Hungary à? Dạ. Sang đấy lâu chưa? Em sang cũng gần 2 năm. 2 năm. Năm Làm nghề nay gì rồi. bên đấy? Em thì đang buôn bán ở bên đấy. Thế à? Dân mạng thấy bảo là Phan Thị Quỳnh thì có cái lá số đẹp và mặt xinh. Và thầy nhìn thì cũng có sao tham lang ở công tước cũng xinh thật. Thế sao mà sang được bên đấy? Chồng em đưa sang. Oh. Lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? Chồng bây giờ đang bên đấy à? Buôn bán cái gì bên bụng Hungary rồi? Mở cửa hàng. Thầy nghe nói Hungary là một đất nước có nhiều công trình cổ lắm à? Bởi vì làm sao cái em đi làm luôn ý. Sao đi làm luôn? Chồng là người ở đâu? Ở Cùng Lam. Mình là thân cư phu mà lá số của mình cũng chồng có tiêu vi thiên phủ, là lấy được chồng giàu có đấy. Thế này bây giờ lấy được ông chủ giàu có, còn mình là sao tham lang, là rất đa tình nhưng mà lại thân cư phu nên là bớt tính đa tình đi. Nhưng dù sao thì mình vẫn sau này nhiều người thích lắm. Chồng có ghen không? Không. Ở bên đấy có nhiều người Việt Nam không? Nhiều. Thế à? Chồng cứ suốt ngày đi làm với nhau, không tiếp xúc với nhiều người ấy. Chị ăn rồi tiếp xúc với Tây thôi. Thì ăn xong tiếp xúc với Tây. Dạ. Đội đấy nó nói tiếng gì? Thì nói tiếng của Hungary thôi. Tiếng Hungary á? Nói có khó nghe không? Không ạ. Không. Không khó à? Nghe thế ạ. Thầy thấy em cung Phúc Đức cũng đẹp nữa. Đúng này này. Dạ. Cung Phúc Đức của một con người chính là tiền kiếp đấy. Hay là kiếp trước nhiều công đức này, kiếp này thành ra sao tham lang xinh đẹp mà triệt đường thiên di mà vẫn đi được là quá xuất chúng rồi. Là sao thế? Bởi vì bình thường là triệt sao thiên di này là khó đi, khó đi nước ngoài. Nhưng vì là thân cư phu được nhờ chồng nên là chồng kéo đi. Nên thầy đây một lá số rất lạ, thầy thấy triệt thiên di mà vẫn xuất ngoại được, đẻ ra lấy chồng sớm. Muốn ở với chồng lâu dài thì phải sửa sau này nhận con nuôi để giải sao phục binh nó cung tử tức đi nhá. Là sao? Có nghĩa là mình nhận con nuôi để nhận để giải cung tử tức qua hai dòng con. Là sau này nhận hay là khi nào nhận cũng được? Lúc nào nhận cũng được. Có con đẻ chưa? Chưa. Thế nhận con nuôi sớm đi. Dạ. Năm nay về sang có thể nhận được này. Dạ. Sang năm có sao bổng dục là dễ có bầu và sắp có con này, là 23 tuổi này. Dạ. 24 tuổi là năm đấy chỉ tiêu tiền thôi, chắc là sinh nở, sinh nở này. Thế nếu mà nhận con nuôi sau thì có sinh? À, thì nhận con nuôi trước để cho nó đảm bảo trong gia đình mình có hai dòng con để vợ chồng hạnh phúc suốt đời thôi. Đây là số mệnh tốt, thân thì chưa được tốt lắm, phúc đức thì tốt nữa. Sau 33 tuổi còn thành công nữa. Và cuộc đời mình là nhiều, vì nhiều phước quá nên hưởng nhiều may mắn. Là mình cũng vô phúc đức to như thế này mới cứu được mẹ này. À, ngồi đợi thầy tí, ngồi xuống đất. Tại sao biết thầy? Em thực ra là đi tiệm thần tiên xui. Thần tiên xui khiến á? Ông bà tổ tiên xui em để về em cứu mẹ ấy. Thì về cái thế là biết tìm hiểu xong về mẹ và kiểu tâm sự với em làm cái người vào cuộc đời như thế. Xong đó là em bàn bạc xong rồi ra thầy luôn. Mẹ nhất quyết ra gặp thầy hả? Vâng. Thế hôm nào lại quay lại nước ngoài? Chắc mẹ khỏe thì em đi luôn. Chắc là mẹ khỏe thôi. Em vẫn lo. Hả? Em vẫn lo lắm. À vẫn lo à? Thấy giải sợ gì?
Lúc nãy người em lấy đồng ý gật đầu siêu pháp rồi. Nhưng mà thấy em thì cái vết thương của mẹ thì thế nào khỏi? Thì người ta không hành mẹ nữa, ngủ được là tự khỏi. Thế có cần thuốc uống thuốc hay là tự... thuốc thì vẫn bác sĩ điều trị thế nào thì vẫn phải uống như thế. Vẫn phải đi khám. Thế còn cái việc người em theo là thầy sẽ giải cho sách đi nhá. Dạ. Phan Văn Tuyên là ai đấy? Là anh trai của em. Anh này thì vất vả hơn em rồi, bởi vì anh này cũng phúc đức xấu hơn em. Nhưng mà cũng sau này cũng là người có tiền. Nhớ là có tiền rồi thì phải làm nhiều việc phúc đức nhá. Anh Tuyên này này, anh Tuyên này không may mắn như em đâu. Anh Tuyên này mệnh và thân đều gặp tuần và cũng phúc đức bị hãm, sẽ kém may mắn hơn. Và cũng có số là ông chủ tốt. Ông chủ này thì nguy cơ hai vợ rất cao. Lý do cung vợ của anh này rất xấu. Vợ anh này là phá quân hãm địa, Đà La Thiên Không cô thần với hai vợ lắm. Còn tiền tài của anh này rất đẹp, nhất là ở đại vận 43 tuổi. Và đây là bệnh liêm phủ, như là bệnh có tiền tài, có hữu bật chiếu mệnh là tự lập được. Và quan hệ với nhiều người bạn bè tốt, nô bộc giúp đỡ tốt. Nhưng vì phúc đức và điền trạch xấu và cung phụ mẫu mẹ là đây này, mẹ là thái âm này, gặp địa không địa kiếp là toàn gặp nạn, gặp cả phục binh đây này, mẹ bác bệnh âm là đúng rồi, mẹ phải trải qua kiếp nạn đấy, giải xong rồi thì ổn thôi nhá. Và anh chàng này anh ấy cũng có một cung thiên di đẹp nên có thể xuất ngoại đi xa thì làm ăn thành công hơn. Khi cung phúc đức xấu nên đi xa quê lập nghiệp và nên lấy vợ muộn để một vợ thôi. Và vợ anh này phải làm nghề binh nghiệp thì mới một vợ được, không phải công an, quân đội, viện kiểm sát, tòa án. Thì anh em cùng lấy vợ muộn 28-30 là cưới, là mới lấy. Con trai mà lấy vợ muộn là phải sau 30 mới gọi là muộn. Dạ. Vợ anh làm nghề gì? Trước thì làm giáo viên mầm non, nhưng mà hôm nay thì ở nhà chăm con. Anh Tuyên thì làm nghề gì? Anh thì đi làm ở Hàn Quốc. Dạ. Tất cả những cái chàng trai này, nhà gia đình mình á, đều cung phúc hãm, cung phụ mẫu mà gặp tuần này là con cháu đi xa quê lập nghiệp thành công, thành công hơn. Yeah. Yeah. Bảo anh Tiên đi làm sau này giàu có về báo hiếu tổ tiên, sửa cung phúc đức. Yeah. Đấy. Vì mình là con gái, mình đi lấy chồng thì ăn phúc đức nhà chồng là chính, nhưng anh Tiên này cung phúc đức nhà họ Phan vẫn bị hãm. Yeah. Mà lâu nay ông bà tổ tiên trả vào nhà được, bởi vì bọn kia nó phá cho. Ừ. Thì có mẹ bảo em là có cần cho mẹ xin một cái gì đấy để đặt trong người cho an toàn. Thầy không có chủ trương là cho dù cái gì cả. Có tâm là ma không theo được. Yeah. Cứ đeo cái gì mà nó không theo ít lắm. Yeah. Thật ra bên thầy cũng có rất nhiều vòng phong thủy mà thầy trì chú vào đấy có năng lượng tốt đấy. Ở dưới tầng 1 kìa. Chọn cho mẹ một cái ưng cho mẹ đeo vào cho yên tâm. Yeah. Xong rồi mang thầy truyền năng lượng vào đấy. Đưa lên đây. Ừ. Mình cũng thích thì cầm cái sang sang gì nhỉ? Hungary à? Dạ. Đeo chồng cái hết chạy. Ừ. Thầy ở nhà con ở xa.